Chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà Đẹp 1992. Ngày hôm nay thì Nhà Đẹp không review nhà phố, không review nhà liền kề. Ngày hôm nay Nhà Đẹp 1992 đang có mặt tại một căn nhà, một căn villa là đúng hơn quý vị, một căn villa dành cho giới thượng lưu quý vị nhé. Và căn villa này thì được bố trí và thiết kế rất là sang xịn, nội thất bên trong được decor và được làm rất là chi tiết. Và để biết là căn villa này được bố trí và thiết kế như thế nào mà cái mức giá nó gần hơn triệu đô quý vị nha, hơn triệu đô. Để biết là căn villa này được bố trí thiết kế như thế nào thì ngay sau đây chúng ta sẽ đi vào chi tiết từng ngóc ngách của căn villa này. Quý vị các bạn, chúng ta đang xem được video này thì nhớ đăng ký kênh, nhớ like và chia sẻ nhé. Bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta ra phía bên ngoài, ta chiêm ngưỡng về cơ sở hạ tầng, đường xá cũng như là khu dân cư và mặt tiền chính của căn villa này. Xin mời quý vị. Nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay thưa quý vị, 1 trệt 2 tầng lầu, nhà theo phong cách là hiện đại. Bên ngoài mặt tiền quý vị thấy là chúng ta sử dụng với tông màu chủ đạo, đó là tông màu trắng. Mình sử dụng mảng xanh ở khu vực mặt tiền này rất là nhiều. Mảng xanh này chúng ta sử dụng đó là cúc tần Ấn Độ quý vị nhá. Một quang cảnh ở căn villa triệu đô rất là sang xịn. Căn villa này nằm trong khu biệt thự Combo. Ở đây thì tiện ích trong nội khu này đầy đủ cho quý vị các bạn rồi. Chúng ta có hồ bơi, có phòng tập gym, có chỗ đọc sách, có khu vui chơi cho trẻ con luôn. Và đặc biệt là ở trong khu combo này thì bảo vệ 24/24. Căn biệt thự của chúng ta ngày hôm nay, villa của chúng ta ngày hôm nay có một cái view rất là đẹp quý vị, view triệu đô nhá. Chúng ta sẽ đối diện với là một cái công viên rất là đẹp quý vị này. Công viên này thì là nằm trong nội khu của cái dự án này quý vị. Và trong này chỉ có biệt thự không quý vị nhá, combo hết tất cả mọi thứ luôn. Và khi mà chúng ta sở hữu căn villa này với đúng nghĩa là chúng ta về đây chúng ta nghỉ dưỡng quý vị. Và bây giờ thì xin mời quý vị các bạn chúng ta cùng di chuyển vào phía bên trong. Chúng ta tham quan xem là căn villa dành cho giới thượng lưu này thì sẽ có những gì, ở bên trong nội thất thì như thế nào, và có thể là chúng ta tham khảo mình xây dựng. Và điều đặc biệt á, quý vị nhớ đăng ký kênh nhé, để theo dõi nhiều mẫu nhà đẹp từ YouTube Nhà Đẹp 1992. Đây quý vị, khu vực mặt tiền này thì chúng ta sẽ có nguyên một cái bờ rào được làm mảng xanh ở đây. Và những cây cúc tần Ấn Độ thì chúng ta sẽ sử dụng chính trong việc để co mảng xanh cho căn villa này quý vị. Và di chuyển ngay vào đây thì mình sẽ bắt gặp một cái không gian để cho quý vị và các bạn chúng ta để xe hơi nhá. Kết hợp vào đó thì quý vị thấy này, rất là nhiều mảng xanh ở đây rồi. Chúng ta có chạy đèn LED luôn. Và thời điểm mà em đang review cho quý vị ở đây là vào xế chiều, nên là căn villa của chúng ta cực kỳ lung linh. Lung linh ở ánh đèn và lung linh ở cái phần để co quý vị nhá. Ngay đây thì chúng ta sẽ có nguyên một cái hồ cá coi quý vị này. Hồ cá coi này thì hiện tại chúng ta chưa thả cá đó, và sau này về thì chúng ta sẽ cắm điện lên, nước chảy róc rách và có cá luôn quý vị. Ở đây thì mình có một cái đài sảnh. Hôm nay nhà đang có khách nên là có hai vị khách rất là đặc biệt chúng ta tới tham quan nhé. Mình sẽ có một cái hệ bàn ở đây để cho anh chị chúng ta có thể là mình uống trà, mình uống cà phê, hay là trong dịp cuối tuần chúng ta ra đây mình gia đình sinh hoạt không quý vị. Rất là đẹp nhá, và rất là nhiều mảng xanh ở trong căn villa này được trải dài luôn xung quanh khu vực căn villa của chúng ta quý vị nhá. Rất là đẹp luôn, rất nhiều mảng xanh, đúng nghĩa một căn villa trị giá triệu đô dành cho giới thượng lưu nha quý vị và các bạn. Căn villa này của chúng ta sẽ có hai mặt thoáng nha quý vị. Đó, quý vị thấy là một cái không gian mở được bố trí ở căn villa này, chúng ta sử dụng rất là nhiều hệ kính ở đây, và kính này là kính cường lực rất là xịn quý vị. Hệ cửa đây chúng ta sử dụng bằng Sinfa nhé. Bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta bước qua cái cánh cửa này là chúng ta vào với thiên đường quý vị. Xin mời quý vị chúng ta cùng vào đây nào. Vào đây thì chúng ta thực sự là em choáng ngợp quý vị, choáng ngợp tại vì đây có thể là lần đầu em review những cái căn mà giá trị nó lớn như thế này quý vị. Một không gian phòng khách, phòng ăn, không gian tầng trệt này chúng ta thông thoáng hết quý vị, thông thoáng cực kỳ thoáng luôn quý vị nhé. Đó, rất là đẹp. Ở trong căn nhà này thì ngày hôm nay sẽ có rất là nhiều thứ để chúng ta nói chuyện với nhau và chúng ta bàn luận với nhau về căn villa này quý vị. Trị giá của nó đến là hơn 1 triệu đô nha quý vị nhé. Đó, và ngay đây quý vị này, chúng ta sử dụng toàn là đồ xịn không. Đây là chúng ta có bộ rèm cửa này, chúng ta sẽ điều khiển bằng remote hết quý vị nhé. Đương nhiên rồi, villa mà đúng không ạ. Và bên này sẽ là cửa chính của chúng ta. Khi mà chúng ta vào đây thì mình sẽ sử dụng cửa này, chúng ta sử dụng bằng vân tay quý vị nhá. Đó, sử dụng bằng vân tay. Và khi mà có khách tới nhà chỉ cần bấm chuông thôi, bên trong này chúng ta sẽ thấy được là khách nào đang tới tham quan nhà và đang tới chơi nhà của chúng ta. Và đây sẽ là tổng thể về không gian phòng khách của chúng ta, nối dài phòng ăn luôn. Có một bộ bàn ghế sofa đây quý vị, đẹp không ạ? Rất là đẹp nhá. Đó, cảm giác mà ngồi đây chúng ta tiếp khách hay là chúng ta đàm phán mình ký một cái hợp đồng gì thì cũng khá là xa, đúng không quý vị?
ở đây thì sử dụng với nội thất toàn đồ xịn không? Đẹp không quý vị? Rất là đẹp. Căn nhà này chúng ta thiên hướng thì theo không gian mở, tại vì nhà chúng ta thì đến là hai mặt thoáng, nên là chúng ta sẽ tận dụng hết công năng của cái nhà hai mặt thoáng này. Và ngay đây thì mình sẽ có một bộ bàn ăn đây quý vị, 2, 4, 6 chiếc ghế. Với mặt bàn đây thì ta sử dụng bằng đá marble quý vị nhé. Marble nó mới phù hợp với căn nhà triệu đô này. Ở đây thì chủ đầu tư có đề co sẵn cho mình những cái chi tiết nhỏ như thế này rồi. Và một không gian, quý vị này, để ý này, chúng ta có một cái không gian đèn thả, đèn chùm rất là lung linh và rất là huyền ảo luôn. Được không quý vị? Khá là đẹp nha. Quý vị với góc máy này, quý vị chúng ta có thể chiêm ngưỡng được toàn cảnh luôn quý vị. Và ngay đây, khu vực dưới chân cầu thang thì quý vị thấy là chúng ta có một cái hồ cá đây quý vị này. Đó, có sơn, có thủy, có nước, có cá luôn. Được không quý vị? Không thì căn nhà này rất là tốt nha. Cảm giác mà mình được sống ở đây một ngày thôi, trong một căn nhà trị giá hơn cả triệu đô, thì cảm nhận quý vị như thế nào? Mình hãy để lại bình luận. Và trong video này thì em sẽ quay chi tiết hơn cho quý vị, bao gồm là nội thất và những cái đề co ở trong căn nhà này. Nên là anh chị chuẩn bị xây nhà, chúng ta có thể áp dụng mình xây theo. Được không quý vị? Và nối dài với không gian phòng khách sẽ là một phòng ăn cực kỳ đẹp quý vị. Một cái khu phòng ăn mà em nghĩ là rất là nhiều chị em phụ nữ ao ước. Ngay đây thì chúng ta có một cái bảng đảo với hai hệ màu, màu ghi bảng và đây là màu đen quý vị này. Chúng ta sử dụng bằng hiệu ứng vân khói hết. Và đá này sẽ là đá marble. Và ngay dưới này quý vị, ngay dưới những cái kệ tủ này thì chúng ta sẽ có rất là nhiều ngăn. Đây quý vị, đấy, rất là nhiều ngăn nhá. Mình ngồi đây mình ăn uống, mình sinh hoạt. Đây có rất là nhiều ngăn. Và nguyên một cái dàn hệ tủ rất là to quý vị, to và bề thế lắm. Bên này thì mình sẽ có một cái kệ như thế này để cho anh chị mình deco những cái vật phẩm nào. Ở đây thì chủ nhà đang deco sẵn cho chúng ta những cái như thế này rồi. Và một dàn hệ tủ trên tủ dưới rất là to và rất là đẹp quý vị. Đây thì có máy bếp từ này, máy hút mùi đây. Đó, rất là nhiều. Và khá là ấn tượng với không gian bếp này quý vị biết sao. Chủ đầu tư thiết kế một cái không gian mở. Khi mà chúng ta rửa ở đây hay là chúng ta nấu nướng, mình mở những cái hệ cửa này ra thì rất là thoáng quý vị. Đó, một không gian mở được tái hiện ở trong cái không gian phòng ăn này. Rất là sang và rất là xịn. Và đối với hệ thống điều hòa của chúng ta thì mình sẽ đi âm trần hết quý vị nhé, âm trần. Và điện ở đây thì chúng ta sử dụng là điện thông minh hết. Đương nhiên rồi quý vị, một căn villa chúng ta phải sử dụng như vậy. Và đây thì chúng ta có sẵn luôn một chiếc tủ lạnh với rất là nhiều chế độ quý vị này. Đó, loại này loại xịn. Còn bên này quý vị, bên này thì chủ nhà có dành riêng ra cho chúng ta một cái khu vực để cho chị em mình để những cái đồ khô. Đó, ví dụ như là miến hay là những cái đồ khô mà chúng ta có thể mình bố trí ở đây. Đó quý vị, có tủ luôn mới ghê chứ. Đó, tủ lùa luôn quý vị này. Hiệu ứng kính mờ nhá, đèn mờ rất là xa. Được không ạ? Rồi, ra sau này. Sau này thì chúng ta sẽ phải có một cái góc sân vườn nhỏ ở phía sau. Gia đình cuối tuần mình ra đây mình nướng BBQ, chúng ta sinh hoạt. Có sẵn một cái kệ đây quý vị này, để chúng ta rửa này. Đó, sau này mình sẽ kê cái dàn máy nướng ở đây. Được không quý vị? Villa mà, nó phải đẳng cấp như vậy. Được không quý vị? Và đây quý vị, ngay đây thì chúng ta lại có một cái nhà vệ sinh để mình sử dụng cho cái tầng trệt này. Nãy giờ quý vị chúng ta tham quan và chúng ta chiêm ngưỡng thì quý vị có đánh giá như nào về căn villa này quý vị? Giới thượng lưu quý vị nhé. Đó, giới thượng lưu. Trị giá của căn villa này nó lên đến là hơn 1 triệu đô. Hơn 1 triệu đô quý vị nhé. Hơn 1 triệu đô. Và địa chỉ thì em sẽ nói ở cuối video và cũng như là cái giá chính xác. Nên là quý vị các bạn chúng ta nhớ theo dõi đến những cái video, những cái giây cuối cùng. Và ngay đây thì em đang đứng ở cái bậc tam cấp để chúng ta di chuyển lên khu vực ở trên lầu 1 quý vị này. Ở đây thì chủ nhà có làm sẵn cho mình một bức tranh sơn mài có chạy led luôn. Được quý vị, những cái tiểu cảnh đây này. Và không gian cầu thang thì chúng ta sử dụng bằng đá marble hết quý vị nhé. Bằng đá marble hết. Ở đây thì sử dụng là kính này, là kính mở quý vị này. Và thông thường chúng ta sẽ thấy nhiều những trên những căn villa và những căn biệt thự. Và căn villa này triệu đô nên là phải bố trí. Và bây giờ xin mời quý vị các bạn chúng ta cùng di chuyển ở lên ở trên lầu 1 để chúng ta tham quan và mình khám phá xem ở trên thì sẽ bố trí phòng ngủ như thế nào. Và quý vị và các bạn chúng ta đang đi ở trên khu vực cầu thang. Và quý vị thấy là cầu thang thì thiết kế rất là đẹp, ta có chạy led luôn nhé. Rất là sang và rất là xịn. Đây quý vị ơi, nhà chúng ta thì thiết kế theo phong cách là lệch tầng, nên là mỗi tầng lầu của chúng ta sẽ là một căn phòng ngủ. Và đây thì em đang ở căn phòng ngủ đầu tiên quý vị này. Căn phòng ngủ này thì quá đẹp quý vị. Đặc biệt là rất là thơm. Nhà triệu đô nên là thơm lắm. Đây thì có giường hết rồi.
Và vách phía sau, bức vách phía sau ta sử dụng bằng da quý vị nhé. Và da này là da cao cấp, da nhập khẩu. Và thông thường chúng ta sẽ thấy nhiều ở trên những cái dòng xe cao cấp như là xe Mạc hay là BMW. Đó, bên này thì là hệ cửa quý vị này. Hệ cửa này chúng ta nhìn ra cái view, view mặt thoáng của chúng ta, sân vườn. Hệ cửa này sẽ sử dụng là hệ cửa lùn. Đúng quý vị, đây thì chân ga gối nệm đầy đủ rồi. Bên này sẽ là bàn học hoặc là bàn trang điểm hoặc là chỗ làm việc của chúng ta. Mình sẽ ăn ra cái view là view ở giếng trời, có quả đèn chùm hồi nãy em review cho quý vị đấy. Đó, rất là đẹp. Nhà này thơm lắm quý vị. Nhà của giới thượng lưu nên là review sướng lắm. Vào đây thì chúng ta sẽ có một cái nhà vệ sinh khép kín đây quý vị. Đó, đầy đủ về mọi thứ rồi. Có vách tắm luôn quý vị này. Đó. Nói chung là đối với những sản phẩm trị giá như này thì thông thường thì em sẽ dẫn quý vị chúng ta đi tham quan và chúng ta chiêm ngưỡng lại nhiều hơn quý vị nhé. Rồi bây giờ xin mời quý vị chúng ta lại tiếp tục mình di chuyển lên khu vực tầng lừng tiếp theo để chúng ta tham quan khám phá xem các phòng ngủ tiếp theo thì sẽ được bố trí như thế nào nhé quý vị. Chúng ta đang ở khu vực tầng lừng thứ hai quý vị này. Ngay đây thì mình lại bắt gặp một bức tranh sơn mài. Và đây quý vị, sau khi chúng ta bước vào cánh cửa này sẽ là một căn phòng master mà theo em nghĩ thì rất là nhiều cặp vợ chồng chúng ta ưa thích, kể cả em hay là ông Caramel đều ưa thích quý vị. Đây, một căn phòng ngủ master dành riêng cho gia chủ căn nhà này. Quý vị thấy đó, đẹp quá quý vị. Rất là bốn bên của chúng ta đều là cửa và đều là mặt thoáng nhá. Bên này sẽ là hệ cửa xin pha quý vị này. Và đây, giường đây quý vị. Chăn ấm nệm êm đây. Đẹp không ạ? Rất đẹp. Tivi này, tivi này thiết kế như thế này nó mới sang xịn chứ. Chúng ta lại đi ra này. Da này là da nhập khẩu quý vị này. Thấy nhiều trên những cái chiếc ghế của BMW hay là Mercedes thôi. TV đây quý vị này, rất đẹp. Căn phòng này thì quý vị có đánh giá như thế nào? Chúng ta chuẩn bị xây nhà hãy nên áp dụng nhé. Với căn nhà này, em nói quý vị là hết nước chấm. Bên này thì lại có rất là nhiều kệ tủ đây quý vị. Chúng ta chạy hiệu ứng kính mờ này. Bên này thì chị em chúng ta sẽ để những cái phụ kiện, những cái đồ trang sức, trang trí cho chị em nhé. Và tiếp kế tiếp đây quý vị, lại tiếp tục hệ tủ đồ nữa quý vị này. Một hệ tủ đồ đây rất là to. Đẹp không quý vị? Quý vị có đánh giá thế nào về cái mẫu phòng master này? Hãy để lại bình luận ở phía bên dưới nhá. Đấy, rất là đẹp này quý vị này. Sang không ạ? Tủ đồ này chúng ta bố trí rất là đẹp. Và đây, bây giờ chúng ta sẽ di chuyển sang bên này. Bên này thì mình sẽ có một cái view, gọi là view triệu đô đấy quý vị. View này thì chúng ta sẽ nhìn ra cái công viên. Được không quý vị? Nhìn ra công viên luôn, rất là thoáng và rất là đẹp. Có những chiếc ghế xinh xinh ở đây sau những giờ làm việc mệt mỏi. Chúng ta ngồi đây chúng ta đọc sách, mình uống trà, mình uống cà phê. Chúng ta suy nghĩ về nhiều thứ khi chúng ta sống căn villa này. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào đây, vào căn phòng tắm của căn phòng master đây quý vị. Đây, rất là đẹp. Đỡ phải tranh giành nhé. Ông một cái, bà một cái. Tôi có, ông cũng có hai quả lavabo đây. Gương thì rất là to. Trong này sẽ là bồn cầu này quý vị này. Đây là phòng tắm. Và bồn tắm nằm đây quý vị. Nằm đây mà tắm mà ngắm cái quả triệu view này thì cứ phải gọi là hết nước chấm nha quý vị. Rất là đẹp nha quý vị nhé. Rồi bây giờ chúng ta lại tiếp tục di chuyển nào quý vị nào. Căn villa triệu đô này thì quá đẹp rồi quý vị ạ. Chỉ là mình thiếu tiền thôi. Rồi bây giờ xin mời quý vị chúng ta lại tiếp tục mình di chuyển lên tầng lừng tiếp theo nhé. Để ta tham quan khám phá xem là căn phòng ngủ ở trên thì sẽ được bố trí như thế nào. Đây quý vị ơi, tầng lừng tiếp theo đây. Mỗi tầng lừng thì chúng ta sẽ bố trí một cái phòng ngủ và có một vệ sinh khép kín luôn. Đây sẽ là căn phòng ngủ thứ ba của chúng ta. Đây quý vị, đẹp lắm quý vị. Thơm, cực kỳ thơm luôn. Nhà triệu đô nên là thơm lắm. Đây là nguyên dàn tủ đồ quý vị này. Kệ giường bên này, còn bên kia sẽ là hệ cửa để chúng ta đi ra khu vực bên ngoài ban công nhé. Đó, ban công bên này. Còn bên này sẽ là bàn làm việc. Cái phòng này thì hình như là setup riêng cho cô con gái làm bên ngành thời trang hay sao quý vị. Đây có cả máy khâu, máy may nữa này. Đó, bên này thì rất là nhiều những cái demo tranh ảnh bên ngành thời trang. Đúng rồi quý vị này, ngành thiết kế thời trang nhé. Rồi, ra đây quý vị. Ra đây chúng ta lại có một cái nhà vệ sinh đây, sử dụng chung cho cái khu vực ở trên này. Thì với đầy đủ mọi thứ rồi, không thiếu cái gì cả. Đúng quý vị. Rồi, bây giờ thì bây giờ chúng ta tham quan hết phòng ngủ rồi. Bây giờ mình sẽ lên căn phòng quyền lực nhất của gia đình chúng ta. Xin mời quý vị. Đây quý vị ơi, chúng ta đang ở trên tầng lừng tiếp theo. Sau cánh cửa này sẽ là một cuộc sống màu hồng quý vị ạ. Không có áp lực, không có bon chen và chúng ta không phải suy nghĩ gì nữa cả.
Quý vị đoán xem đây là căn phòng gì? Ngay đây thì chúng ta có sẵn một cái kệ tủ đây và rất là nhiều rượu quý vị nhé. Rượu này gia đình chúng ta làm được và chúng ta tự thưởng thức, chúng ta tự thưởng cho bản thân sau những giờ làm việc mệt mỏi. Ngay đây có một cái bàn đảo quý vị này, và đến giờ này thì quý vị đoán được đây là căn phòng gì rồi đúng không? Đây là phòng để chúng ta ăn chơi, chúng ta ca múa, chúng ta sinh hoạt với nhau. Chúng ta lên đây chúng ta thưởng thức quý vị. Có tivi đây. Đấy, bên này thì có cả ban công luôn quý vị. Hát nhiều quá, nhậu mà xỉn quá thì nằm đây. Được không quý vị? Đấy, sofa đây. Đấy, tiếp tục bên này lại một cái view triệu đô nữa quý vị. Đẹp không ạ? Đó. Quả này rất là to. Đấy, rượu này rượu ngoại quý vị này. Nhưng mà cái này là demo thôi quý vị. Đấy, quý vị thấy như thế nào? Một căn villa nó phải đẳng cấp như vậy. Còn bây giờ thì ta tiếp tục di chuyển nhé. Xin mời quý vị. Ra đây thì chúng ta sẽ có khu vực để mình giặt đồ, chúng ta phơi đồ quý vị này. Đấy, mình có sẵn đây rồi. Có giặt khô, có giặt sấy luôn. Đầy đủ cho quý vị cả. Mình sẽ phơi đồ ở đây. Được không quý vị? Và không gian cuối cùng đó là khu vực ở trên sân thượng đây. Ở trên này thì chúng ta sẽ để là rằn nóng rồi là bình nước nóng này kia. Chúng ta sẽ có sân thượng đi lên đây, được không quý vị? Và bây giờ thì xin mời quý vị các bạn chúng ta xuống dưới mình nghe cái giá và địa chỉ chính xác căn villa này nhé. Xin mời quý vị. Quý vị các bạn, chúng ta vừa cùng với nhà đẹp 192 mình mới tham quan xong, mình mới chiêm ngưỡng xong một căn villa dành cho giới thượng lưu. Trị giá căn nhà này thì hơn cả triệu đô quý vị. Mình có đánh giá và chúng ta có bình luận thì chúng ta hãy để lại comment ở phía bên dưới nhé. Và em xin nhắc lại những thông tin cơ bản của căn villa này. Diện tích sẽ là 230m2. Tổng diện tích sàn của chúng ta xây dựng cho căn villa này là hơn 300m2 quý vị. Địa chỉ nằm ngay tại phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, nằm trong khu combo, khu biệt thự của Tân Phước Khánh quý vị nhé. Và giá bán chính xác của căn villa này là 23 tỷ. Con số rất là nhẹ nhàng đúng không quý vị? 23 tỷ cho căn villa này. Chúng ta bao gồm là cả nhà và đất và toàn bộ nội thất ở trong căn villa này. Quý vị chúng ta vừa xem hết video, quý vị chúng ta đừng tiếc gì nhé. Hãy đăng ký kênh. Việc đăng ký kênh này sẽ hỗ trợ cho quý vị trong việc là em up lên video hàng ngày, quý vị chúng ta có thể mình thấy được và chúng ta tham quan, chúng ta khám phá và chúng ta mua ở cũng được, chúng ta tham khảo mình để co nội thất cũng được quý vị nhé. Còn buổi review nhà của em trong cái buổi chiều muộn ngày hôm nay thì xin phép được dừng tại đây. Xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị chúng ta ở những video sau. Xin chào quý vị và các bạn.